thế thì bây giờ là nếu mà đã đổ thì dựng giá lên đây mày dựng được thôi, được rồi, dựng tấm lên đây khác đấy, cắt hai tấm luôn rồi. Đâu giờ cắt đâu, dựng lên đây, dựng giá lên đây này, thứ hai đấy, ừ sao này, dựng ra nó trải đâu hết. Vừa mới ngủ dậy. Ngủ dậy nằm luôn. Game over. Không phải xong, vừa xong bảo là tấm to này là 20 phân, tấm kia là 10 phân, thì người ta biết là ăn độ ngọt là thế nào.
thì người ta đo này là 20 phân thì người ta biết độ ngọt của nó. Ngọt, trước này ngọt. Trên này cắt ngọt đó anh em nhé. G3711. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình là 0947207718 nhé. Vừa mới ngủ dậy, Su Huynh làm mộc. Cắt cho mấy tấm sập nhé. Đang còn mặc quần sọc luôn, quần đùi luôn, quần xà lón. Mặc quần xà lón lên video anh em thông cảm nhé. Nhìn nó không có được đẹp. Nhưng mà vừa mới dậy, chưa rửa mặt luôn, chưa đánh răng rửa mặt gì hết, chưa vệ sinh cá nhân mà ra làm mấy đường luôn. Rồi kiếm được 2 xị đó anh em. Đó anh em thấy không, làm nghề cưa này rất là đơn giản, nên nổ máy, nên đổ xăng nổ máy nhớt ra là có tiền nha anh em. Rồi cảm ơn mọi người. Một ít một quay đã bảo nghỉ rồi nhưng mà cuối cùng vẫn lại còn một miếng nữa anh em. Sao lại bây giờ lại mình lại lấy thêm 50.000 nữa, máy 200 rồi giờ nên lấy thêm 50. Đấy, bà đọc hả? Đấy, lấy cái này, lấy cái kia kia vào rồi. À, đây là dân lại. Dân lại. Dân lại, một cái bắp, bắp chỗ đấy. Không, cái chỉ cần để rút cái kia vào. Ốc phải kê cái này, vung nam vào đâm xuống đất. Cũng còn 2 đầu. Ừ. 2 đầu lại thêm 100. Ờ. Cái máy này thôi nha mọi người, chứ không có tiền bạc gì đâu nhé. Đi đi test cái con máy này, bây giờ gỗ nó không có, bên cạnh nhà có một cái xưởng gỗ là mình, gỗ KT nha anh em mình, mà máy nó ngọt thế đấy. Mình test cái con máy này để cho mọi người cùng xem thôi, chứ không mang cái con máy mà bán để mang đi kiếm tiền đâu mọi người. Đó, con máy này mình test để cho anh em thấy cái độ ngọt của máy và máy nó cắt như thế nào, hoạt động ok hay không. Bơm nhớt rất là ok nhé, ướt xích luôn. Rồi xích này là xích mới nữa nên là cắt rất là ngọt. Gỗ này thì mình test sơ qua thôi. Rồi chào mọi người. Rồi đây nha, chào anh em nhé. Anh em có nhu cầu có liên hệ với KK Lộ Quốc Toàn ABC.